Các bạn chắc hẳn cũng đã từng gặp những cái trường hợp mình vào một cái quán cà phê quen này, đi cùng với bạn bè, tới khi đám bạn hỏi mình là pass wifi thì máy mình đã đăng nhập rồi, nhưng mà mình lại còn không nhớ pass cơ. Mà quán thì đang đông ngại hỏi thì làm thế nào nhở? Chia sẻ mật khẩu trực tiếp và an toàn trên iPhone chỉ bằng một chạm, không cần đọc, không cần gõ pass. Đây là cách thực hiện. Giữ cả hai máy ở gần nhau trong phạm vi Wi-Fi và Bluetooth. Mở Control Center, trung tâm điều khiển, để kiểm tra xem cả hai điện thoại đã bật Wi-Fi và Bluetooth chưa. Đồng thời chạm và giữ nút Wi-Fi và tắt Personal Hotspot, điểm truy cập cá nhân nếu đang bật. Lưu ý là phải tắt nhé. Đảm bảo cả hai máy đã đăng nhập iCloud, lưu số nhau trong danh bạ, bao gồm cả địa chỉ email, Apple ID nữa nhé. Vậy thôi, sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, bước tiếp theo là mở Control Center, trung tâm điều khiển, bật chế độ máy bay, tắt Wi-Fi và Bluetooth, sau đó mở lại. Bây giờ, kết nối lại Wi-Fi của quán trên máy của bạn, sau đó thì trên máy còn lại. Truy cập vào Wi-Fi quán, tới màn hình nhập pass, thì trên máy của bạn sẽ xuất hiện một pop-up như thế này. Nhấn vào chia sẻ mật khẩu. Vậy là xong rồi, tip nhỏ thôi nhưng cho các bạn cần nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.